9. À Thất, ngươi tỉnh rồi à? Ngươi đừng lo, chúng ta sắp về tới nhà rồi. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi bỏ ta ra. À Thất, ngươi đừng chạy lung tung, ngươi bị thương ở mắt cá chân. Nếu ngươi không cẩn thận, sẽ không thể tham gia lễ trưởng thành vào ngày mai. Rừng rậm âm u thế này, sao ngươi tìm được ta hay thế? Cũng không đơn giản chút nào. Từ nơi A Thất rơi xuống, ta nhảy xuống theo thì cũng sẽ gần tới nơi còn gì. Ngươi, chân ngươi bị thương rồi kìa. Đồ ngốc, ngươi không đau sao? Đương nhiên là đau rồi, như chân đang dẫm phải dao vậy, đau thấu tâm can. Tại sao ngươi cứ giúp ta vậy? Trong lúc ngủ, ta nghe thấy một người luôn gọi ta, nói chuyện với ta. Đêm ngày ở bên ta, trời nắng, người đó đưa ta ra ngoài phơi nắng. Trời mưa, người ấy che mưa che gió cho ta. Từ đó ta đã thề, sau khi ta tỉnh lại, ta nhất định phải bảo vệ người đó thật tốt. Nhưng nếu người ngã chết thì sao? Đáng không? Chỉ cần trong lòng có người cần bảo vệ thì đều đáng. Loại phế vật linh lực yếu kém, còn không mọc được cánh như ngươi. Khổng Lang và Ô Thường sao lại sinh ra một đứa con như ngươi? Chuyện này chúng ta cố gắng hết sức, thi đỗ thì đỗ, không đỗ thì cũng có sao. Ta là bà cô của ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tiểu Sơn, cha, con sẽ không để hai người thất vọng. Thằng nhóc này đi đâu nữa rồi? Không lẽ tới lúc lâm trận lại bỏ chạy? Xem nàng nói A Thất kìa. Không đâu. A Thất kia kìa. Khổng Thất, nếu người để lọt chuyện hôm qua ra ngoài, ta đảm bảo người sẽ không sống được lâu. Chuyện gì thế nhỉ? Xuân Yêu đã nói đến xem trận chiến này mà. Lễ trưởng thành năm nay của Bách Linh Đàm bắt đầu. Hay lắm, hay lắm. Vị đầu tiên tham gia tỷ thí, Hồng Ly. Học sinh Hồng Ly, xin tiên sinh dạy bảo. Hồng Ly, hồn thú của ngươi đến rồi. Dân.
Hồ ly tinh ta đẹp như thiên thần, cái này có gì đáng sợ? Đây là ta sao? Tại sao bộ dạng của ta lại trông như thế này? Ta không tin. Cô ấy sao vậy? Cô ấy bị ảo giác mê hoặc rồi. Phải làm sao đây? Hôm nay ngọn gió nào đưa quân thượng ở nơi ít người biết tới đây vậy? Đúng đó, đã mấy trăm năm chưa thấy người tham gia lễ trưởng thành. Ta thực sự phấn khích quá. Đúng. Thanh xuân chống qua, hồng nhan chống già, đều là mây khói thoảng qua, không bằng tấm lòng thanh thản mới có thể siêu phàm thoát tục, trở lại nguyên trạng. Đa tạ quân thượng chỉ giáo. Quân thượng. Quân thượng. Hồng ly tỷ thí thất bại. Vị tiếp theo. Hàn Sinh. Hàn Sinh. Hàn Sinh. Còn chưa bằng ta. Cô ta mới luyện vài năm mà. Đúng đó, còn chẳng bằng Hồng ly. Hàn Sinh, xin tiên sinh dạy bảo. Có chuyện gì sao? Không phải thi sao? Sao còn chưa đánh đã nhốt ta vào đây rồi? Thả ta ra. Người đâu? Thả ta ra. Người đâu? Hàn Sinh cô nương sợ nhất lại là một cái hộp sao? Người đâu? Người đâu? Bệ hạ, người đâu? Công chúa quả là xúc phạm Bắc Lục quốc ta, không thể giữ lại được. Tên quan tài tử muốn ngăn cản sự hưng thịnh của Bắc Lục quốc ta. Yêu quái, cô ta là yêu quái. Ta không phải yêu quái. Ta không phải yêu quái. Ta không phải. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta không phải quan tài tử. Ta không phải. Mẫu phi. Mẫu phi. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Quân thượng, thế này không được đâu. Nhưng ta đang ở Bách Linh Đàm, ta đang ở trong bài thi lễ trưởng thành. Tất cả đều là giả. Ta phải giữ thể diện cho Khổng Thất. Húng hồ bổn công chúa
còn là đệ tử của Xuân Yêu. Ra rồi, ra thật rồi. Người xem kìa, lợi hại quá. Ta ra rồi. Sư phụ, ta ra rồi. Quân thượng, đây không nói nhắc nhở, không tính là phạm quy. Hàn sinh kiểm tra thông qua. Ta qua rồi, ngươi lợi hại quá đi. Cố lên, chúng ta cố gắng cùng qua kỳ thi. Vị tiếp theo, Khổng Thất. Cố lên Khổng Thất, lại đến rồi. Năm nào cũng thua, nhớ là ta. Không lên thi để mất mặt nữa đâu. A Thất, cố lên. Đồ bỏ đi. Lần này cũng không ngoại lệ đâu. Chắc chắn lần này vẫn sẽ thua. Học sinh Khổng Thất, xin tiên sinh dạy bảo. Cái thằng nhóc này, nếu vẫn như những năm trước bị đánh tới mức chạy bán sống bán chết, thì tối nay không để nó về nhà nữa. Ô Thường đại nhân của ta sẽ không như vậy đâu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã lâu không gặp cháu trai. Để bà cô xem ngươi năm nay có trưởng thành lên không. Khổng Thất, Khổng Thất. Con của ngươi rất hiểu Tiểu Sơn mà. Đồ trộm cắp. Đừng đánh nữa, ngươi nhận thua đi. Ngươi sẽ chết mất đó. Không, ta không thể mãi mãi trốn sau lưng ngươi. Ta phải thắng. Đến đi. Ta luôn đợi giây phút này. Nhập ma rồi, quân thượng. Không đánh được nữa. A Thất, ngươi đừng đánh nữa. Ngươi đã thắng rồi. Chưa. Cái địch lớn nhất của ta là ngươi. Ra tay đi. Ra tay mau đi. A Thất, ta phải giết ngươi. A Thất. A Thất. A Thất. A Thất. A Thất à. A Thất.
A Thất. A Thất. A Thất. Quân thượng, A Thất sao rồi? Vô Ngần và ta đã ép ma khí của Khổng Thất ra ngoài. May mà thời gian nhập ma không lâu, nguyên thần không sao. Quân thượng, do thuộc hạ dạy con không đúng cách mới khiến cho nó bước vào con đường này. Thuộc hạ xin nhận hình phạt. Hai người đứng lên đi, cứ để Khổng Thất nghỉ ngơi ở đây. Lui đi. Dân. Đa tạ quân thượng. Vô Ngần, ta muốn đi xem Ma Liên Ngũ Sắc. Quân thượng, mời đi cùng ta. Quân thượng không được. Quân thượng, Ma Liên Ngũ Sắc tuy là bảo vật trấn áp ma khí, nhưng quanh năm sống ở vùng đầm lầy chướng khí dày đặc, càng nở rộ bao nhiêu lại càng nhiều độc bấy nhiêu, không thể chạm vào được. Ma Liên Ngũ Sắc này mất bao lâu để có thể nở một cánh? Cánh đầu tiên nở phải mất đến 500 năm. Cánh thứ hai phải mất 300 năm. Cánh thứ ba phải mất 200 năm. Còn cách nào khác để khiến nó nở nhanh hơn không? Vô Ngần, ngươi phải biết tu bổ kết giới không phải là kế lâu dài, mà là kế sách hiện tại, là tạo ra gương cung lôn lần nữa. Hôm nay Khổng Thất nhập ma đã nhắc nhở chúng ta chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Quân thượng, người cá mất tích nhiều năm, muốn tìm cũng e là không dễ. Một viên băng quả thần thạch này lại là bảo vật của chiến thần Tuyết Vực Tiêu Gia, là bảo vật, cũng là đồ vật của cố nhân. Xuân Yêu, có phải Khổng Thất bị thương rất nghiêm trọng hay không? Người lắc đầu là có ý gì? Vết thương nghiêm trọng không thể chữa trị, đã không còn cách nào nữa rồi. Xong rồi, xong rồi. Đến người cũng không còn cách nào nữa. Vậy thì thật sự là xong rồi. Tiểu Sơn biết được chắc đau lòng lắm. Quân thượng, Tiểu Sơn cầu kiến. Tiểu Sơn, chút nữa ngươi nhìn thấy Tiểu Sơn tuyệt đối không được nói Khổng Thất đã chết rồi. Ta Tiểu Sơn, quân thượng, còn đến để chịu tội cho A Thất. Tiểu Sơn, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi mau đứng lên đi. Lén học cấm thuật ngộ nhập ma đạo, ngươi phải biết rằng đây là tội ngỗ ngược không dâng lời. A Thất làm những thứ này cũng là vì muốn qua được lễ trưởng thành. Hơn nữa, nguyên nhân trước giờ khiến hắn không thành công được cũng chính là vì con. Quân thượng, A Thất là vì còn trẻ người non dạ nên là mới không phân biệt phải trái. Con tự nguyện thay hắn chịu phạt. Đây là lúc nào rồi? Thả cô ấy ra. Bổn quân biết ngươi tình nồng ý đậm với Khổng Thất, nhưng nói là trẻ người non dạ để diện cớ mà làm càn, vậy thì cả đời này
hắn ta cũng không thể thành yêu, thì chị con sẽ bảo vệ hắn cả đời này. Được, về bổn quân tác thành cho ngươi. Sáng sớm ngày mai cùng ta ra khỏi đàm. Tiểu Sơn, ngươi làm cái gì vậy? Tên yêu quái máu lạnh vô tình, không xứng uống trà của bổn công chúa. Bổn quân không khuyên bảo sao? Là cô ta một mực làm theo ý mình. Cha mẹ của Khổng Thất đều là tinh nhuệ của Vũ tộc, huyết thống thuần lương. Còn hắn ta bây giờ còn chưa mọc cả cánh. Tụ chung lại cũng là Tiểu Sơn lúc nào cũng bảo vệ cho hắn ta. Tinh nhuệ thì làm sao chứ, thuần lương thì đã sao? Ai đã quy định có hổ thì không có chó? Có công bằng cho Khổng Thất không? Sao các ngươi không thử nghĩ xem Khổng Thất đau buồn đến thế nào mới phải tu luyện cấm thuật, cũng chỉ để cho mấy người phải nhìn bằng con mắt khác? Không phải. Ngươi làm sao vậy? Ta sống trong lãnh cung, không một ai quan tâm. Ta hiểu rõ nhất nỗi đau khi bị hắt hủi. Có người bảo vệ không tốt sao? Ta vô cùng hy vọng có người bảo vệ ta. Bây giờ Khổng Thất đã chết, ngươi lại còn muốn trừng phạt người bảo vệ cho hắn ta? Là ai nói với cô Khổng Thất chết rồi? Chẳng phải lúc đó ngươi lắc đầu thở dài sao? Ma khí làm kinh động tới yêu linh trong đàm, ngươi còn không để bổn quân lo âu? Vậy Khổng Thất vẫn bình an vô sự chứ? Nếu không thì ngươi đứng khóc lóc trước mặt bổn quân chính là Khổng Lang rồi. Còn đợi tới lực ngươi, sáng nay bổn quân đã phải dốc hết sức cứu người, thế mà buổi tối lại bị nói là con người máu lạnh vô tình. Không lạnh không lạnh, máu của quân thượng nóng tới mức sôi lục lục cả lên, ta đụng vào còn nóng bỏng cả tay này. Vậy hả? Dòng máu nóng này còn chẳng xứng với ngụm trà nóng cơ đấy. Quân thượng, mời dùng trà nóng. Không đúng. Vậy tại sao ngươi vẫn muốn phạt Tiểu Sơn ra khỏi đàm? Khổng Thất tỉnh dậy không nhìn thấy Tiểu Sơn sẽ lo lắng lắm đó. Không được, ta muốn đi cùng các ngươi. Ngươi và bọn họ quen biết nhau chưa lâu, vậy mà ngươi lại quan tâm tới chuyện mai mối này như vậy. Chuyện này bổn quân sẽ tự có được kế hoạch. Nếu như ngươi lo cho Khổng Thất thì phải ở lại đây yên tâm chăm sóc mới đúng. Nhưng được rồi, bổn quân mệt rồi. Ngày mai bổn quân không cần ngươi phục vụ, ngươi đến chỗ của Vô Ngần giúp đỡ là được. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Chỗ này là phòng dược, là nơi ở của sư phụ ta, Vô Ngần. Ta là đồ đệ, ta phải đến thăm bệnh nhân của ngài ấy. Có chỗ nào không thỏa đáng? Nào, uống thuốc đi. Ăn không? Không ăn thì thôi. Dùng để uống kèm với thuốc là tốt nhất đó. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nổi giận. Mặc dù ma khí không làm tổn hại tới nguyên thần, nhưng cũng đã phạm tới kinh mạch rồi, không thể nào khỏi trong chốc lát được đâu. Tư Đồng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta không làm gì ngươi đâu. Bây giờ ngươi đã mắc sai lầm lớn, cho dù Xuân Yêu không phạt ngươi, nhưng mà những ngày sau ở đàm, ngươi nhất định sẽ bị khinh miệt, mọi người xa lánh. Ta còn cần phải làm gì thêm nữa sao? Đúng rồi,
Tao quên không nói với ngươi, bà cô nhà ngươi thay ngươi chịu phạt, đã bị Xuân Yêu dẫn ra khỏi đàm rồi. Ta tính hai người đời này chắc là không gặp được nhau nữa rồi. Ngươi nói bậy. Không được, ta phải ra ngoài tìm Tiểu Sơn. Khổng Thất, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại tự mình chạy ra ngoài? Hàng Sơn, có phải quân thường đã đưa Tiểu Sơn ra khỏi đàm rồi không? Ta muốn đi tìm Tiểu Sơn. Ngươi làm sao đi được chứ? Bộ dạng này của ngươi chưa ra khỏi đàm đã bị chết đuối rồi. Vậy phải làm sao đi? Ta bây giờ quả thật không biết cầu xin ai nữa rồi. Tại ta lúc đó không ngăn cản được Xuân Yên. Ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao ta đi. Lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi gặp được Tiểu Sơn. Nào nào, ăn đi ăn đi. Nào, uống thôi. Đại Dương, đã nhận được tin tức mới nhất. Đàm chủ Bắc Ninh Đàm Xuân Yêu đã đưa công chúa Tiêu Sơn vừa tỉnh băng qua sườn Tuyết Tùng. Ngày mai sẽ tới Tuyết Đà Trấn. Được lắm. Đã để bổn Dương phải chờ đợi cả mấy trăm năm. Lúc đầu bọn họ bại trận, Thanh Vũ Nông đã bày kết giới tại Tiêu Thị, khiến chúng ta không thể lên núi lấy được băng quả thần thạch. Bây giờ rốt cuộc Tiểu Sơn cũng đã quay về rồi. Tối mai tại trấn Tuyết Đà, cùng bổn Dương bắt lấy công chúa, đoạt thần thạch. Bắt công chúa, đoạt thần thạch. Bắt công chúa, đoạt thần thạch. Khổng Thất, ta đã đi đường 3 ngày rồi. Ta cảm nhận được túc thư của Tiểu Sơn, có lẽ cách chỗ này không xa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát đi. Không được, nếu như không nhanh chút nữa, sợ rằng Tiểu Sơn sẽ không qua khỏi mất. Ta thấy Xuân Yêu này, hắn là người khẩu xà tâm Phật, hắn sẽ không lấy Tiểu Sơn ra để làm thứ gì đó đâu. Trước kia từng có một tiểu yêu xuất thân thấp kém, bí mật uống thuốc cấm, đã trói hắn ta ở trên đỉnh núi để cho đám kình kình ngày đêm mổ tim gan. Cuối cùng quân thường cảm thấy chúng rất ồn ào, đã ném hắn ta xuống vực quỷ quái, bị đám yêu ma xẻ thịt. Một quân thường như vậy, ngươi cảm thấy hắn khẩu xà tâm Phật sao? Tiểu Sơn, chắc chắn ngươi đang phải chịu muôn vàn khổ cực, đau đớn vô cùng. Không được, ta phải mau chóng đuổi theo. Vậy là sao vậy? Cứ tưởng là một thú rừng nào đó, không ngờ là hai tiểu tử đang quyên thuyên. Quân thượng, tên tiểu quái thối tha không nói năng gì mà đã trói ta. Hàn Sinh, A Thất, sao hai người tới đây vậy? Tiểu Sơn, quân thượng, là con đã sai. Mong quân thượng trừng phạt Khổng Thất, đừng trừng phạt Tiểu Sơn và Hàn Sinh. Trách phạt? Trách phạt ngươi gì cơ? Không phải ngươi thay Khổng Thất chịu phạt mới bị đưa ra ngoài sao? Hai người hiểu lầm rồi. Ta ra ngoài để cùng quân thượng đến Tiêu Thị ở Bắc Phục Thiên lấy băng quả thần thạch. Mời bốn vị vào trong. Mời ngồi. Bốn vị đây cũng đến tham gia Tết Hoa Đăng sao? Thì ra vừa rồi bên ngoài náo nhiệt như vậy vì có Tết Hoa Đăng. Vậy tại sao người nào cũng đeo mặt nạ? Mặt nạ này dành cho tất cả những nam nữ tới tuổi sẽ đeo lên trong tối nay, trong biển người mênh mông gặp được người như nguyện, cùng nhau thắp sáng ngọn đèn, thể hiện tình ý của hai người sẽ có một kết cục viên mãn. Không biết bốn vị có hứng thú tham gia hay không? Được chứ. Mặt nạ, mau đưa đây. Nào, cái này đẹp quá. Bốn vị chọn thử xem. Bốn món thức ăn, một món canh. Ông nhớ phải làm theo lời ta dặn. Còn nói thêm câu nào nữa, ta lập tức rời đi. Dân, chút nữa ăn cơm xong lập tức về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai lên núi, không được gây thêm rắc rối. Quân thượng đại nhân, ngài anh minh quy vũ,
pháp lực cao cường, tấm lòng rộng rãi, khiêm tốn chừng mực, tuấn tú thoáng đạt, phong lưu phóng khoáng, tài giỏi phi phàm, túc trí đa mưu, có thể nói là một vị công tử dạng toàn, nhanh nhẹn linh hoạt như một vị thần. Có được sự tôn kính của tất cả yêu linh trong Bách Linh Đàm, được sự sủng ái của thiếu nữ khắp thiên hạ, trên thế gian này chẳng có nam tử nào đẹp trai hơn, hoàn hảo hơn, khiến người khác phải thán phục ngài hơn được nữa. Quân thượng đại nhân, ngài hãy để chúng ta đi đi mà. Được, vậy thì 1 giờ nhé. Có điều, mấy người tiểu nhị, mang tới 4 mặt nạ. Mau lên, mau lên. Đây chính là Tết Hoa Đăng sao? Náo nhiệt thật đó. Cái nơi nhỏ bé này còn kém xa Bắc Lục Quốc chúng ta. Cô nương, chọn một viên đá ước nguyện đi. Đá ước nguyện, chỉ cần đeo lên tay, thành tâm cầu nguyện, có thể khiến ước mong thành sự thật. Màu sắc dẫn đục, mài dũa quá độ. Đi trên núi, nhặt đại một viên cũng đẹp hơn cái này nhiều lần. Cũng chỉ là lừa con gái thôi. Được rồi, mau đi thôi. Mất cả hứng. Khổng Thất, tối hôm nay mình cứ đi chơi cùng Tiểu Sơn đi. Chỉ còn lại cứ giao ta. Cố lên. Được. Cô nương, cô xem đi, đẹp quá. Hoa đăng này đẹp quá đi mất. Đi thôi. Hoa đăng, sao vậy, làm gì vậy? Hàng sinh, ngươi nhìn hoa đăng xem. A Thất, ngươi nhìn thấy quân thượng và hàng sinh không? Bọn họ có việc nên về trước rồi. Bọn họ có việc. Bọn họ không sao chứ? Không sao. Chúng ta tiếp tục ngắm hoa đăng đi. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô kìa. Kẹo hồ lô của ngươi bán thế nào vậy? 100 một cây. Bán 2 cây. Suốt cuộc ta đang chờ đợi điều gì? Suốt cuộc công chúa Hàng Sinh đã bỏ ra nhiều công sức cho việc nói giỏi tông đường của Bách Linh Đàm chúng ta. Đó là tự nhiên. Còn trẻ chưa hiểu chuyện, dễ dàng bỏ lỡ tình yêu đích thực. Bổn công chúa không nỡ lòng nào để bi kịch đó xảy ra. Đợi Tiểu Sơn và Khổng Thất quay về, nhìn thấy trên bàn có nến thơm, bên trên là đèn, lung linh rực rỡ, mờ mờ ảo ảo. Sẽ mê mệt cho mà xem.